Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay khối không khí lạnh chi phối Bắc Bộ có quá trình suy yếu và di chuyển hơn ra phía đông, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía tây mở hơn về phía nước ta. Chính vì thế mà nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại các tỉnh Bắc Bộ đã tăng lên mức từ 28-31 độ, riêng tại khu vực Tây Bắc lên cao từ 31-33 độ, có nơi xấp xỉ 34-35 độ. Dự báo sang tới ngày 22 tháng 4, mức nhiệt có thể đạt mức từ 29-32 độ, riêng tại khu vực Tây Bắc, nhiệt độ cao hơn, cục bộ có nơi có nắng nóng trên 35 độ. Tình trạng thời tiết khô ráo, nắng nhiều dự kiến sẽ còn kéo dài tại Bắc Bộ cho đến hết tuần này, nên nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục có hướng tăng cao. Như tại thủ đô Hà Nội, từ nay tới thứ Bảy cuối tuần vẫn phổ biến là ít mưa và có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất đều trên mức 30 độ. Sau đó, theo dự báo xa, từ ngày Chủ nhật cuối tuần ngày 25 tháng 4, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ. Đây là những đợt không khí lạnh cuối mùa, mặc dù không đủ làm cho nhiệt độ giảm sâu, nhưng sẽ đem theo những cơn mưa rông trên diện rộng cho khu vực, giảm bớt phần nào nắng nóng. Đặc biệt do ở thời điểm giao mùa có sự tranh chấp giữa khối khí nóng và lạnh, rất dễ dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan như rông, lốc, mưa đá. Người dân cần hết sức đề phòng, đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tại Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây nên trời có nắng nhiều trở lại vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30-33 độ trên toàn vùng, riêng tại vùng núi lên cao trên 34 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Người dân cần lưu ý với hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Còn từ sáng trời tới trưa chiều thì trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên có xu hướng giảm, dao động trong ngưỡng từ 29-32 độ, khu vực Nam Bộ là từ 32-34 độ. Riêng tại một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ, do mây kéo nhiều ngày từ khoảng trưa chiều nên nhiệt độ chỉ lên tới 30-31 độ. Ảnh hưởng của rãnh áp thấp đối với hoàn lưu cơn bão mạnh Surai vẫn duy trì làm cho trường gió Tây Nam trên khu vực hoạt động mạnh hơn. Do đó mà những ngày tới, các tỉnh thành Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Tình hình mưa nhiều ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 26 tháng 4. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 21 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tây Nguyên, nhiều mây ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, nhiều mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, riêng phía đông gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.